Kaisa. Cảm ơn. Không không không, cảm ơn em. Ok, cái sao nào, cái sao đi. Em cướp dữ với anh trai. Quét mắt dễ thương nhỉ, chạy này quét mắt này xong rồi mắt này lủng luôn, hay nhờ, hay nhờ, quét mắt hay nhờ. Sư đây cũng muốn làm. Ủa sao có hai máy quét vậy? À, hai bạn mới. Cảm ơn energy nha. What the fuck gì vậy? Em hơi chết mèo vậy. Cái gì vậy? Mấy ông này hay phát phát điều quá. Hay phát điều quá. Để tập trung đánh làm clip coi. Giờ này khó kiếm sống quá, đăng đăng clip video lên YouTube để anh em mình ủng hộ có thêm miếng tiền ấy. Kiếm chút cơm chút cháo coi. Tập trung đánh nhá. Chết game nói chuyện sau nhá. Vậy đó. Chưa có tấp vọng ơi. Hôm bữa mình lên cùng đao, giờ mình sẽ lên đẳng đao nha. Để lên đẳng đao tôi test đam. Oh my god. À, bà này họ nát. Mạnh đi. No way, no way, no no way, no no way. Thì đó, trái ngang cuộc tình thì chứ. Mấy cái pha này mình sẽ không ly gip. Tại vì nếu mình ly gip thì mình chỉ lời xong quay gip thôi. Nhưng mà nếu mà miễn về mình sẽ lời luôn hay quay sau. Tại vì quay nó sẽ đẩy giờ mình, hiểu chưa hả? Có hiểu không vợ? Game này tại vì team nó có vẻ là khá là trâu, cho nên mình sẽ lên móc diệt đầu. Mình sẽ lên móc diệt đẳng đao nhá. Game này mình sẽ lên móc diệt đầu xong mình lên đẳng đao. Xong rồi mình sẽ lên gia điện hay gì đó, hay cuồng đao ấy, hay là đao tím vô danh gì đó thì tính sau đó. Hay chưa, thấy lời của hai quay chưa? Đó là tính toán đấy. Vì sao chỉ số lính của Under nó luôn cao? Tại vì nó có cái đầu. À, chỉ số lính của Under cao là do gì? Là do nó hiểu biết. Còn những người không biết người ta sẽ nói sao? Nó ngốn lính, năng lính của team, nhưng mà thực ra nó tự tạo lính cho nó mà. Không có chuyên môn thì đâu có biết. Có chuyên môn cũng chưa chắc biết. Rồi, nói dành thì chửi á, xin lỗi. Nói dành thì chửi á, nói dành thì kêu thể hiện gì đó, chửi á. Kêu là AD AD tài nguyên tốn lính á, AD tốn lính á. Trong khi mình tự đẻ ra lính mà, kêu mình tốn lính á. Kêu thiệt á chứ. Kêu thiệt á chứ, nó tự nè, tự tự quýnh xong tự pha bằng thời gian nè. Xong sẽ kêu là mà FPTC đánh dùng lính cho AD dữ vậy. Đãi quá ta. Trong khi nó tự đẻ ra lính mà. Kỳ vậy mấy anh trai. Mấy anh trai nói vậy, mấy người có chuyên môn nhìn vô người ta cười chết mấy anh trai. Đợi bắn đúp sao né. Ở đây anh trai ơi. Sub nó mít rồi, này nó muốn chán sống rồi. Này còn lát nha anh trai, xử lý sao nhìn cho đẹp mắt nha anh trai. Xài cái e đó sao mà hay quá vậy. Xài cái e đó là 10 điểm chứ sao. Đúp cái bình thường, bình thường. Hết máu sạc quy bắn thường chết. Này sợ. Xong rồi lát qua đây, G. Xong rồi kéo vô chúng nè, không chết được. Nó kéo mình, nó kéo mình, nó kéo mình, nó kéo mình. Đúp giờ, đúp giờ, đúp giờ, đổ mạng luôn, đổ mạng luôn. Ủa xong đâu mạng. Không đâu mạng, về đi ông nội. Làm tôi lát vậy ông nội. Không hiểu ý rồi. Ballet là kêu Ballet đâu mạng rồi đó. Vậy phải nó khỏi lát thì chạy về xong rồi. Tại tôi muốn giết nó cho nên tôi mới lát á. Thì mình không có giao tiếp được nó. Chứ phải làm giao tiếp được thì mình lát thì mình tới mình giết nó. Chứ nếu mà không giết thì tôi chạy bộ về thôi. Cho nó kém bà non đi. Đúng chưa? Không đủ đam đâu. Đủ đam mà có quy đúp mà anh em. Anh em bị làm sao ấy. Đồ nó có gì đâu không chết. Nó mất nội tại rồi. Nãy mới lộn đây nè. Nó mất nội tại rồi. Nó sẽ chết. Kêu dùng tài nguyên thì tự ái. Ủa nãy giờ gần tôi có gan không, cái boss tự đi lên 22 win lên kêu dùng tài nguyên hay vậy quá. Sao tôi thiệt chứ, tôi nói thiệt nha, mình chơi găng găng hàng á, mình chơi găng hàng á, mình gặp mấy con mà phải top á, kiểu mà đúng giết mấy con, giết mấy con mà phải đi top mà bên găng hàng á đúng khó luôn ấy, muốn đè lính nó thôi đã khó rồi. Còn mấy con mà phải găng việt á, lúc nào tôi nhìn nó cũng vậy á, phút thứ 10 là farm 40 con xong rồi 130 hay 030 gì á. Ngăn việc nó vậy á. PS ngừa sâu răng vượt trội đã uy scan 50.000 đồng. Đe có slot đi Asiad ra The Sea thế giới rồi. Cảm ơn bé hết nha. Cái này bên bên thế bên hội, bên gì liên hội, liên đoàn người ta chọn anh em. Nhưng mà tôi nghĩ đời thì chắc cũng phải được chứ nhẹ. Là giỡn gì thôi chứ, nếu mà được đi thì đi anh em ơi. Phải đi á. Còn không được đi thì thôi, coi như mình không xứng đáng thì mình không được bầu chọn thôi. Dễ mà. Không đi này mình đi khác. Được đi thì vui. Ừ xong sub nó cứ bỏ AD vậy. Nó tự mình đã trụ luôn ha, cho khỏi AD đồng nguyên ha.
thôi, nó giỡn thôi chứ đợi á. Phải đợi á. Oh. À. Cửa ngộ. Tôi đâu muốn đánh đâu. Tôi đâu có muốn đánh đâu. Anh này không muốn đánh anh em ơi, tại vì cái pha kia đúp nó lát thì phải bỏ đi. Cướng chi lùi về lấy cái đất trụ là lợi hơn rồi. Ồ cái gì mà gần tấp nó. Quái thú quá vậy. Rồi tập trung đánh nha anh em. Đi solo kill nó cái cho đỡ cái tàn nguyên. Ồ có cần vậy không vậy? Ác độc quá vậy. Ác độc quá vậy. Thôi tập trung đánh nha, không xàm nữa nha. Xàm đủ rồi đó. Anh em nhấn like subscribe cho tôi nha. Giờ tập trung tôi đánh nè. Bực mod xịt đơ lên nào. Lạc lỏng quá. Lạc lỏng giữa phố đông người quá. Qua này quýnh Kai'Sa 2-3 game, thua hết 2-3 game nha. Gứt cây nha. Gứt cây nha. Quýnh Kai'Sa mới vô 2-3-0 không xíu thì những thua. Vậy trời. Ai sao. Game gì đây em nhái. Anh em cứ chết và chết thôi. Nghe này sẽ low win luôn á chứ. Để coi cái tòi bên, cái tòi bên team 2 đó, nó có cao không. Nó quăng thêm pha nữa tôi win đó nha. Còn pha này nó mà on 5 thằng thì chịu. Chứ nó quăng thêm pha nữa tôi win được á. Mua full đồ anh em ơi. Giờ cái mình cần là full đồ chứ không có cần tầm nhìn gì nữa rồi. Tầm nhìn giờ nó không có giá trị nữa rồi. Có mắt thì mình vẫn chết thôi. Có mắt thì mình vẫn chết thôi. Tầm nhìn làm gì. Anh mà qua gam là e buồn lắm đó. Mong em nhá. Cái tòi mấy nãy cao phải cho tụi nó thua. Phải cho tụi nó thua. Trời ơi má vì tình này. Vì tình nhà. Anh còn ở xe thì A nghĩ team có trụ hạng không với huấn luyện viên như Nâu và Hai. Cảm ơn Thành Thông nha. Chúng đánh cái này ơi, xíu này tôi đánh xong nha, tập trung đánh xíu.
tụi nó vào một pha tụi nó thua mà tụi nó không tin. Nó không tin đâu. Em nhấn like subscribe cho đơn nhé, cảm ơn em nhiều. Người quen nó mạnh nhưng mà nó không có đồ thủ á. Vậy à. Quan trọng là CC, à, bên nào CC thôi. Nó bị CC nó cũng chết à. Nó được free damage thì mình thua. On là win anh em. Tưởng cho giờ đừng cho người quen đầy lẻ, nó muốn đầy lẻ. Tại vì nó combat 5 năm nó không lại, nó muốn đầy lẻ. Giờ mình non mình ném nó combat là win rồi. Gặp mở luôn không có sợ. Chứ mình gặp mình không mở là nó đẩy 4-1. Khó chơi. Banon gờ được á Banon. Gờ Banon á, ok. Đúp Banon chết. Pha này được Sài Gòn. Pha này không có Sài Gòn nha. Giờ mới Sài Gòn. Online nữa, Lee Sin đâu có tham đâu, online thôi. Pha game luôn á trời. Ok, ok. Thực kia nó quăng thêm pha nó thua và nhìn chất tướng đội hình nó quăng thêm pha nó thua chắc. Bên nó không có đam á. Mới đam có mỗi con GWN à, Lee Sin với Gatgill gì lay coi như phức rồi. Lee Sin đi mid nữa chứ. Kai'Sa thì á, Kai'Sa nó có nhiều kiểu lên đồ lắm tùy mấy ông chơi sao. Ví dụ như game này tụi nó kiểu những con tướng này nó cũng không phải tướng trâu nhưng mà nó sẽ làm những con tướng lên máu nhiều á. Nhưng Lee Sin nó không gọi là tướng tăng cơ nhưng mà nó là con tướng lên máu nhiều á. Thì mình sẽ có hai lựa chọn, một là mình lên bóc diệt. Để nào để mình đánh kiểu vừa đánh vừa xài chiêu, họ chiêu á, bắn cơ động á. Còn nếu mà mấy ông quýnh mà kiểu DPS á, DPS như kiểu còn Fergus á, thì mấy ông lên cái móc diệt với cái cuồng đao, xong rồi đao tím vô danh vững mạnh nha. Kiểu mình lên đầu sau thì mình đánh vậy thôi. Lên đầu kia thì bắn con tăng cơ mạnh hơn. Nhưng mà nó sẽ không có cơ động, là nó không có hồi chiêu lệ như cái này. Cái này bắn mấy cái là hồi E, bắn mấy cái là hồi E. Còn nếu mà gặp máu giấy thì mấy ông lên phong mừng kiếm trước. Nếu mà tìm nó máu giấy là phong mừng kiếm để mà quýnh kiểu Snowball á. Phong mừng kiếm thì đi lên mạnh. Còn mấy món đồ này đi lên nó bình thường, nhưng mà nó sẽ đàm vô mấy con tướng trâu, mấy con tướng nhiều máu hơn. Hiểu chưa? Anh em nhớ like subscribe kênh cho tôi nha.